Trung xin chào tất cả anh em nhé. Lại thêm một cái video phụ tùng đầu móng của xe cuốc máy đào nhé anh em. Trên video này Trung giới thiệu với anh em một cái tàu bộ thể trang ngăn kéo kích thủy lực nhé, tay lái thủy lực của Sola 50-55 mà đời, hình như là đời 92 này. Đây có hai kích này, rồi một cơ này, rồi cơ này, kích này. Lung tung thì Trung cũng không có rành về cái cách ráp của cái loại này nữa. Đây, tên mã số hiệu các thứ đây. Đây, nguyên một cái bộ như vậy, đũa này hình như đũa 14 ly nhé nè, đời 4 ốc nhé. Nói chung là cái đường ống của nó nhìn nó rối rắm quá, Trung không có rõ cái cách ráp. Anh em xem có sử dụng đúng đời đúng hiệu, đúng cái loại này này, anh em xem thử nhé. Mặt sau của nó này, đây có kích có cơ gì đấy, một cái khối như vậy luôn trên con Sola 50-55 đời 92 nhé em. Cái ống nó đi vòng cầu nó nói gì lung tung hết. Nói chung là có nâng cần đôi, có tính năng đôi, có tính năng đơn gì đấy. Cái món này thì chỉ phù hợp với anh em thợ chuyên biết nó là gì thôi nhé. Có cả kích lẫn cơ, sẽ tới 5 cái đường kích chung cũng không rõ nữa. Có thể là có nâng cần đôi đấy nè. Cơ thì bên đây có cơ này, một cơ này, hai này, ba này, bốn này. Rồi, có cái có xì tê, có cái không. Chung có cái món hàng như vậy đấy, cái món kích như vậy đấy. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Anh em muốn cần xem rõ hơn thì cứ alo Chung, Chung chỉ đường đến đến bãi nhà anh em xem trực tiếp, nghiên cứu các kiểu gì đấy. Phụ tùng xe cuốc thì chung mấy cái cây công tắc này thì chung cũng còn một vài cây kích loại 04 và 05 nhé. Có cả một cái cây 07 nữa, 07 BC200, hình như là -3, -5 gì đấy. Cũng còn một khối nữa. Anh em có quan tâm đến phụ tùng nào thì sắp xếp đến tham quan xem thử nhé. Vậy thì nó lung tung lắm, trả ra hết món này đến món kia. Anh em có nhu cầu từng cái món đồ trên từng video, từng món đồ cụ thể trên video đấy, thì anh em cứ alo trực tiếp số điện thoại của Trung nhé. Còn các cái vấn đề đùi thì anh em có quan tâm đến đùi xe cuốc các thứ thì anh em alo trước, Trung báo có hàng thì anh em đến xem nhé. Lúc giả loại này lúc giả loại kia nên cái hàng hóa, cái nguồn hàng của nó không có ổn định nhé. Lúc có loại này lúc có loại kia. Trời mưa quá, Trung đẩy bạc lại hết rồi, anh em khó nhìn.